Bọ ngựa ma là một loài bọ ngựa nhỏ đến từ châu Phi, đáng chú ý với cơ thể giống như chiếc lá của nó. Nó là một trong ba loài trong chi Phylogrand. Nó được biết đến với vẻ ngoài ngụy trang độc đáo và khác biệt của một chiếc lá khô đã bị phong hóa. So với nhiều loài bọ ngựa khác, bọ ngựa ma là một loài thu nhỏ, chỉ dài khoảng 45-50mm. Nó có nhiều màu nâu khác nhau, từ nâu rất đậm, gần như đen, đến xám xanh. Màu sắc của một cá thể thay đổi giữa các lần lột xác và cũng phụ thuộc vào ánh sáng và độ ẩm. Trong môi trường hoang dã, bọ ngựa cầu ma hòa nhập hiệu quả với những chiếc lá chết. Những kẻ săn mồi như chim có xu hướng bỏ qua những loài côn trùng giống với lai lịch của chúng, và bằng cách ở yên, bọ ngựa cầu ma có thể không bị chú ý. Bọ ngựa ma là một trong những loài bọ ngựa phổ biến nhất trong giới chơi bọ ngựa bởi vẻ ngoài bề thế, dễ nuôi và tuổi thọ tương đối cao. Nó không quá hung dữ đối với các thành viên khác trong loài của mình, không giống như nhiều loài bọ ngựa cầu nguyện, có nghĩa là những con nhộng già có thể được nuôi cùng nhau mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chúng nên được tách ra gần giai đoạn con non của chúng. Bọ ngựa ma cái có thể sống đến 8 tháng khi trưởng thành, trong khi con được sống ngắn hơn nhiều.